Xin kính chào quý bà con. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về bệnh tai xanh ở trên lợn. Thì như bà con chúng ta cũng đã biết rồi, như là bệnh tai xanh ở trên lợn thường gây tới là sảy thai hay là thai chết lưu ở lợn nái chữa nè, hoặc là lợn ốm có triệu chứng là sốt cao từ 40 đến 41 độ C. Đặc biệt là ở lợn con đang trong giai đoạn cai sữa, khi bị viêm phổi thì sẽ chết rất là nhanh. Đối với bệnh tai xanh hay còn được gọi là hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn, đây là loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cấp tính do virus gây ra. Bệnh có tính chất lây lan nhanh và gây chết nhiều ở lợn khi ghép hoặc là tế phát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như là dịch tả lợn, phó thương hàn hoặc là tụ huyết trùng. Về phòng trị bệnh tai xanh ở trên lợn thì bà con chúng ta cần lưu ý như sau. Bà con cần thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng trị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở lợn như là tai xanh, dịch tả lợn cổ điển, tụ huyết trùng, phó thương hàn hay là E. coli. Về phác đồ điều trị khi lợn bị bệnh tai xanh, bà con sử dụng thuốc hạ sốt Anagen C tiêm trước khi cho lợn ăn hoặc uống 1 giờ. Sau đó bà con sẽ tiêm kháng sinh chống bội nhiễm Tilofloor trong trường hợp lợn bị ho, tiêm liên tục 3 ngày và mỗi ngày 1 mũi. Bên cạnh đó, bà con chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm TKS antivirus kết hợp với sản phẩm axit hữu cơ chanh với liều dùng là 100g trên mỗi sản phẩm cho 1 tấn lợn. Trong trường hợp mà lợn không ăn hoặc là không uống được thì bà con chúng ta hòa sản phẩm TKS antivirus và TKS axit hữu cơ chanh. Bà con hòa với nước, bơm trực tiếp vào dạ dày cho lợn. Bà con cho lợn ăn hoặc là uống liên tục 7 đến 10 ngày thì bệnh tai xanh sẽ được chữa khỏi hoàn toàn. Chúc cho bà con chúng ta chăn nuôi thật là hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con.